Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Giải trí Vũ Lâm 2. Và bây giờ là rất là muộn rồi các bạn, 12 giờ rưỡi rồi, 12 giờ rưỡi đêm ấy các bạn. Nói chung là vào lúc 00 giờ 29 phút. Và vào thời gian này thì anh em thường từ 00 giờ đến gần 5 giờ thì anh em chắc chắn là có rất là nhiều anh em on. On tại sao? Bởi vì là cái thời gian này là anh em đang bung nhiệm vụ các bạn. Bung nhiệm vụ từ hôm trước. Ví dụ như là ngày hôm nay được 6 nhiệm vụ đi, thì ngày hôm sau thì chúng ta tiếp tục bung nhiệm vụ thì nó lại được thêm 6 nhiệm vụ, và cộng thêm với buổi sáng ra chúng ta bung thành tiếp thì chúng ta chạy thành, thì nó nếu mà trùng nhiệm vụ thì thôi, mà chưa không trùng thì chúng ta sẽ được cộng vào, và nó rất là nhiều nhiệm vụ, và thấp nhất là cứ 4 nhiệm vụ trở lên các bạn. Còn có một số bạn các bạn chịu khó bung thì hoặc là biết cách bung thì 6-7 nhiệm vụ 3 phe, và từ đó thì là các bạn được nhiều nhiệm vụ và điểm năng động của các bạn cũng nâng lên rất là nhiều. Và Long có ghi đây rồi, cái nhiệm vụ của ngày hôm nay đó là Thuyền Châu này, Biện Kinh Thành Đô, bên server Phục Hổ, thì ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 4 bước sang mùng 1 tháng 4 các bạn. Nhưng mà đây là vào buổi gần sáng rồi. Buổi sáng rồi. Vâng, sắp 1 giờ sáng rồi các bạn. Thì Long uống cà phê không ngủ được. Thì Long cũng bung nhiệm vụ. Bung vì nhiệm vụ của ngày hôm trước đó là từ Thuyền Châu Biện Kinh Thành Đô. Thì Long cũng chạy sang Thuyền Châu luôn. Đấy các bạn nhớ nhá. Các bạn chịu khó bung vào buổi đêm nữa. Ví dụ ngày hôm nay được 6 nhiệm vụ này. Thì lúc qua một ngày, qua 24 giờ ấy, thì vào lúc 00 giờ mấy phút ấy, thì chúng ta lại tiếp tục on để chúng ta bung nhiệm vụ, để chúng ta có được nhiều nhiệm vụ hơn. Cái này Long bung rồi các bạn, Long đã bung rồi, đây ví dụ của Long đây này, đấy Long đã chạy rồi đấy các bạn, chưa được 1, 2, 3, 4, 5 nhiệm vụ. Cái này 5 nhiệm vụ. Nhiệm vụ của này là nhiệm vụ của ngày hôm trước và hôm nay sáng ngày hôm sau, tức là chưa qua lúc nó game nó reset ấy, thì chúng ta tranh thủ chạy luôn khoảng từ 00 giờ 1 phút đến gần 5 giờ kém, thì vì game nó chưa reset thì chúng ta tranh thủ boom luôn, không qua đến 6 giờ 7 giờ sáng là nó sẽ reset lại và chúng ta sẽ không boom được nữa. Vì thế là rất là nhiều anh em chịu khó thức đêm và bung nhiệm vụ. Và như Long này đã bung rồi. Đấy, Long đã bung được một em này. Đấy. Đấy, 5 nhiệm vụ. Hy vọng là lúc 7 giờ hoặc là 8 giờ sáng, hoặc là nó bước qua giai đoạn mà nó reset máy, thì hy vọng là sẽ nhận thêm được một số nhiệm vụ nữa, thành 5, 6, 7 nhiệm vụ. Rồi chúng ta sẽ làm nhiệm vụ được nhiều điểm năng động hơn. Và điểm năng động của Long ấy, thì đây. Đấy. Vâng, chuột hôm nay nó bị hơi bị hỏng các bạn. Rồi đấy, ấn nó không được các bạn. Đấy, ấn nó không được, BK nó rất là khó. Long biết là nó hỏng rồi, nhưng mà chưa có điều kiện để sửa mua các bạn. Có điều kiện chơi game nhờ, chưa có điều kiện để sửa. Chả biết làm sao nữa, không được. Rồi để Long tắt này đi nào. Đây, được 13k9 các bạn. Long chưa quay thiên kiêu lệnh nên nó được rất là thấp. Vâng, chúng ta thử. Chúng ta thử đi dạo một vòng xem còn ai thức không nhá. Chắc chắn là rất là nhiều người thức đây. Đây là Thuyền Châu. Thuyền Châu tạm thời là chưa có ai. Vâng, đây cũng không có ai luôn. Chúng ta thử về Biện Kinh xem.
Đấy, mọi người đa số là đứng yên vị trí này các bạn này. Các bạn treo mà, đấy. Các bạn chắc là đã chạy nhiệm vụ hết rồi. Bây giờ các bạn ngồi treo. Các bạn thấy không? Ở đây là mỗi mình một mình Long di chuyển thôi. Còn các anh em khác thì ngồi bán hàng này, bày xốp này, đứng im để treo này. Bây giờ là rất là muộn. Và Long cũng tranh thủ 5-10 phút. Và nói chung là lên đây để xem là tình hình anh em bung nhiệm vụ như thế nào thôi. Nhưng mà các anh em hình như là treo hết rồi. Đấy, rất là nhiều anh em treo đứng im tại chỗ. À, tranh thủ làm nhiệm vụ bang cái này. Đấy. Long ai tranh thủ lên tín vật các bạn. Tín vật của mình có cấp 7 thôi. Rất là thấp. Chỉ huy tán này. Đấy. X khi tán này. Đại hoàn đơn này. Đấy. Mua một loạt luôn để tí chúng ta làm nhiệm vụ. Nó rẻ mà các bạn. Đấy. 40 điểm này. Viên linh túy. Rồi. Chúng ta mở khóa ra. Rồi ok. Viên linh túy đâu? Đâu là viên linh túy? Đây rồi, có đây rồi, sao lại đòi nữa nhỉ? Xem nào. Rồi, được 40 điểm rồi. Tiểu hoàn đơn đấy, Long bảo ngay mà. Đấy, có luôn rồi. Vừa mua rồi các bạn. Thiết tinh cấp 1 các bạn. Thiết tinh cấp 1 thì các bạn lấy ở đâu? Trường hợp là một số bạn không có thì các bạn lấy ở đâu? Thì các bạn có thể lấy từ huy chương anh hùng. Mà huy chương anh hùng lấy ở đâu? Thì các bạn đi phó bản, đi chiến trường, đi TLT. Nói chung là đi phó bản rất là nhiều. Đây. Huy chương anh hùng chúng ta ấn vào đây. Chúng ta đổi đổi lấy huy chương dũng sĩ. Sau có huy chương dũng sĩ rồi chúng ta đổi lấy thiết tinh cấp 1 đây. Rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi. Đấy, lại 40 điểm. Đang chịu khó làm nhiệm vụ bang các bạn. Làm nhiệm vụ bang để đổi cái tín vật lên cấp 8 vậy. May quá, nhiệm vụ hôm nay bang nhiệm vụ bang rất là đơn giản. Nó toàn đòi mua cái linh tinh thôi. Cái linh tinh là mình có ngay. Như ví dụ đòi kim xà cấp 1, cấp 2 mà mình không có lộp gì thì chết. Ghi ấy, ghi ấy. Ngũ. Không có ngũ hoa là mình vừa mua cái gì đấy. Ấy, chuột nó làm sao? Ai? Hắc ngọc. Ngũ hoa đây cơ mà. Đấy, vừa mình mua linh tinh. Đây. Rồi, lại 20 điểm. Xem mình được bao nhiêu điểm này. Long được 2K7 rồi các bạn. Vẫn chưa đủ nên tín vật cấp 8. Đá quý cấp 1. Rồi ok. Đấy, an toàn cầm đoạn này, chưa có này. Cái này phải đi mua các bạn. Đây, áo choàng cờ đoạn này, 30 vàng đắt quá. Thường thường là Long mua với giá là 20 vàng hoặc là 15 vàng. Đây, 25 vàng vẫn đắt. Các bạn có thể tìm shop nào rẻ các bạn mua 30 vàng. Hoặc là chúng ta có thể đi phó bản các bạn. Đấy, một số bạn này ghi giá linh tinh rất là đắt. Mà đắt thì mình không mua. 30 vàng. Cái này đa số toàn 30 vàng các bạn. Thôi để mai mình đi phó bản. Để mai Long đi phó bản các bạn. À, được rất là nhiều. Đây xem cửa hàng băng hội này. Thì Long đang cần lên cấp 8 các bạn. Đây nha. Đấy của Long đang cấp 7 này. Long đang muốn lên cấp 8 nữa các bạn. Đây. Cần bao nhiêu nhỉ? 4K5 điểm bang hội rồi, rất là nhiều. Nói chung là chưa, bây giờ là chưa đổi được.
Vâng, bây giờ là muộn rồi, cũng ngồi làm nhảm như kiểu ở thằng Hâm ngồi giữa lán các bạn. Long đang ngồi ở cái lều lều chống sắt chống si. Long đang bận làm nhà nên dạo này không livestream được. Vâng, mong các bạn thông cảm nhé, nhưng vẫn cố gắng làm nhiệm vụ. Đấy, đa số anh em treo hết này, họ đi ngủ hết rồi. Anh em vào bung nhiệm vụ rồi anh em đi ngủ luôn hết. Đấy, lưu lưu kim này, thường thường là họ bán đấy 210 vàng hoặc là 220 vàng. Vâng, cứ bình quân là 220 vàng các bạn. Đấy, rất là nhiều. Dàn vân xúc của Long đã, chắc là chỉ nên cộng 8 thôi, một cái cộng 9. Và có lẽ là Long đợi đợt sau lên thôi, chứ đợt này Long hết xu rồi. Đây các bạn này, cả tài sản còn 429 vàng. Trong này cũng hết sạch luôn, không còn một cái nào luôn, các bạn thấy chưa? Đấy, hết luôn, chả còn cái gì luôn. Vâng, bây giờ gọi là ngồi chơi thôi, cũng chả còn cái gì cả. Dạo này không đi tàng kiếm được bởi vì là quá là bận. Đấy, anh em treo hết luôn. Đấy, vẫn có người on này các bạn này. Nhưng mà bung nhiệm vụ hết rồi các bạn. Mai chúng ta chạy chạy thành một lần nữa. Hy vọng là sẽ có thêm nhiệm vụ rồi chúng ta được nhiều điểm năng động hơn. Các bạn có thể đến đây quay tụ vỏ chai các bạn này, tụ vỏ chai. Đấy, tụ vỏ chai này, đây là đá cấp 6 này các bạn này, rất là ngon. Đây là kim xà tam dương, kim xà lâm này. Bằng đa số thì các bạn quay được hiệp nghĩa chi dương là một này, và một số máu các bạn, đá cấp 1, cấp 2 này, và đa số là máu này. Đấy, tần thứ đồ linh tinh. Và những cái này thì cũng được nhưng mà nó số lượng nó ít. Và cái này thì càng hiếm các bạn. Rất là hiếm. Đa số là bạch cầu hoàn này, hiệp nghị chi chương này, đại bạch cầu hoàn này, hoặc là tinh hoa ở ninh cấp 6 này, đá 1 đá 2 này, thiên tinh cấp 4 này, và đồng tế chi nguyên này là nhiều nhất. Còn những cái khác thì rất là ít. Thôi có lẽ là đi ngủ thôi các bạn. Bây giờ là muộn, rất là muộn rồi. Bây giờ là gần 1 giờ sáng rồi. Vâng, Long cũng xin phép đi ngủ thôi. Vâng, bye bye các bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào video khác. Hôm nay chủ yếu là Long Long thức để Long bung nhiệm vụ rồi. Rồi Long ập. Ok, bye bye nhé. Bye bye các bạn. Vâng, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Bye bye.